Rồi Minh Tăng, anh chào tất cả chú anh chị mọi người ha. Thì mới dẫn bé Mơ đi mua đồ xong rồi ha mọi người. Đó, thì bây giờ đi vô quán ăn, cái này tiền của chị Jenny Đông ở bên Mỹ cho ha. Các bạn đây nè. Ở đó đây. Mời ngồi giữa hai bà cháu, ngồi hai bên. Ngồi nè. Mơ ngồi đây nè. Nè, gắn này vô. Người ta quay phim á, ở lên cái người ta chửi mơ á. Bây giờ chị ruột đi ăn gì nè, chị ruột. Chị ruột. Dạ ăn gì nè? Mơ thích ăn gì ba kêu đi. Lẩu không? Lẩu nè, lẩu thái nè, lẩu chua, lẩu thái. Lẩu lươn thái. Thôi lẩu lươn thái được không? Vô. Không đi thay cái mặt này. Vô. Lẩu lươn thái đi. Ăn cơ là tiếng vô rồi biết không? Dữ quá. Còn mấy đi thay đồ đi Mơ ơi. Dạ. Thay đồ đi con. Mặc cái này quay lên. Rồi coi có ai kêu sườn heo cơm hay dĩa trắng cơm vậy? Tại ông kêu tiếp đó. Nhớ ông à. Cô cao. Cảm ơn ông nha, ông kêu đổi ông nha. Cô cao luôn. Tiểu Ngọc anh tay ơi. Dạ. Anh tay cảm ơn ơi. Mơ kêu gì rồi? Tôi kêu lẩu thái chứ mà cái gì dĩa cơm thì cầm. Lẩu lươn thái hả? Dạ. Ngon lắm. Mơ luôn ăn mát. Kêu đi. Cô ta bạn ăn cái gì? Có cái hũ cơm trắng được. Phải không? Chứ sườn heo đi, sườn heo kho tới ba ăn đi. Tới riêng mới đi. Sườn heo quá lóc á. Kêu đi. Ừ. Ừ, ai kêu kêu đây tôi kêu biết ai cho ăn. Tối quá trời nó chịu. Mày ăn gì kêu con? Mày thích ăn gì con? Con nói đi. Kêu tổ bé đi mạnh nào mới ăn. Cơm trắng hay là sườn heo thịt heo cá lóc á. Nước của anh nè. Đây. Ừ. Mày với tao cháu giống đi. Có cô ca đâu? Gì vậy? Mình tên TV. Mình tên TV hả? Ừ. Anh. Mấy lại canh quang phải. Cho hộp thuốc cơm trắng với sườn heo kho. Kho của quẹt. Ừ, lẩu thái. Mì xào, mì xào. Cái dĩa cơm phải cắm rồi thôi. Bún rồi, lẩu rồi, bún rồi. Cho em bé này một dĩa mì xào giòn nè. Đó, đó. Mì xào giòn của con đi. Đi thí đại đi nè. Thư ký nè. Ở bà uống cái gì chua hả ta? Chị uống gì? Chị uống gì nước chanh. Trời ơi. Chị uống gì nè hả? Không có đổ máu hả? Trời ơi trời ơi anh ta. Đẹp lắm mẹ. Nó nói ướt gì chị làm chị ruột em. Chị đang ở chị ruột em. Quái quá. Nó không ngoan ha. Nói qua nghe. Ở đó giờ không ai nói. Cơm trắng với sườn heo co với lẩu tái với vị thịt cẩm. Wifi mạnh không? Nãy giờ đang hoài không? Tôi bụng qua ba mà. Con có này không yếu anh kiểm nhiệt đầu. À, phố 8-9 mạnh. Đã. Nè, bắt bạn ủng hộ cho mấy người tặng đặt. Ông này ở đâu chào quá. Đó cô chị bán bánh nè. Anh Tăng thương bả dùm anh Tăng. Ở đâu rồi vô nhà chơi. Ăn cơm chiên cái mặt mấy cơm chiên thì cầm ở đó nha. Quái bá. Nó ghiền quá trời, bá cũng đẹp, nó đẹp á. Bá nói cho nó ghiền đàn bà đẹp lắm à. Ủa tiền lớn không cho mình chết. Mày quá, còn xương cho bằng ha. Có ăn tôm không? Có kêu cho con dĩa tôm. Dạ mẹ được. Tôm nha. Ừ. Tôm chiên giòn, cho con dĩa tôm chiên giòn nữa nè. Tôm hấp xả đi. Tôm hấp dừa. Thôi nào xong cái đem lên cái một luôn ha. Đừng đem từng món. Đem từng món nè. Xong có đem lên hết trơn luôn, đem một lượt luôn. Tôm hấp xả. Ăn cùng nó bụng. Ăn không có tiền nhốt ông Tăng ở đây với bà Mơ. Ngồi thằng rửa chén. Tăng ở chùa toilet.
ru má gỡ bà cho chủ chứ mẹ công an nhốt. Dạ dạ. Anh ơi. Anh à. Cũng gì nữa mấy con ba ăn bứt gốc rồi tao. Đó là em lên Sài Gòn á, tới đó đặt kẹt chứ. Cái nó cu mơ kìa. Lên Sài Gòn là ta kẹt xe luôn á, coi cu mơ luôn à. Ừ. Đó anh chàng nhà quê lên tính rất là ngay thế. Đem con gà đá chơi. Ông cũng vậy. Hồi nào có bạn gái dẫn qua giới thiệu tao coi. Rồi. Đấy đúng rồi. Cho mày tao cho nó mau. Mày tao cho nó lịch sử nha. Nó ghê bà. Không ghê đó. Đũa rồi. Dọn quàng luôn đó. Ừ, không có đó. Ở đây, đây chém lấy chén dọn ghê. Chém ở đây. Ông con mẹ. Nó có biết gì đâu anh, xin lỗi. Giờ đó giờ có vô quán ăn đâu. Thắng đầu anh mơ ca gặp được hay lắm. Dạ. Cũng này của Hoa nè. Họ nói anh Tân chờ. Giờ đâu ngủ uống một bơi cho Tân rồi. Tân nghiệp Tân à. Mình uống hai ly luôn. Uống giúp đỡ. Chị còn kinh la làng cho đố nước cho cô nấu nước. Ừ thôi kêu nữa đốt cho ổng kìa ông ngồi đó anh đang uống gì. Ờ cu kè. Rồi gì kêu cu kè à, mà ổng với bà ta tiếng đếp nè ngồi. Mấy thay hai cái cục ra đi. Chị Minh uống vậy? Chanh rồi. Chanh chua. Hai Pepsi nữa. Đây đây. Mình tăng phụ về. Có lại ra coi tiền nha. Thôi bà tự coi cơm dỗ tự tổng ngon. Không mò đó không nào sao. Con cái đầm mình cắt đi nha, về cắt cái đầm chỉ nha. Dạ. Về gặp đây bà. Anh xuống. Pepsi cục đất không anh? Coca, cho mình lau coca. Coca, coca. Đem đi luôn đi. Để đây đi, để đây đi. Đem luôn. Chơi coca. Uống vừa thôi để bụng ăn, uống no, thăm ăn. Rất là lên đồ ăn đó kìa. Cảm ơn chị Trên đi đông đi. Dạ. Trên đi đông. Cảm ơn chị Trên chưa đông. Ừ. Xin lỗi chị. Giúp cho em ăn uống, xin lỗi chị rồi chị. Nó chị Trên chưa đông giúp cho có tiền rồi. Đúng không ăn đi. Ăn hoài ăn mình chắc dê quá anh ăn về đi cho thầy ăn ngồi về ăn về đi cho thầy anh no về ừ con đồ đầm đường mình chết mai sáng ngày mai nhớ dọn dẹp nhà cửa sớm sáng mai cô đến cúng đó nha mai có mơ có đồ lam mình nữa mời được có đồ đầm nha cắt đi coi nào em xong rồi đi đập dịch nha. Mà đạp dịch chắc là banh cái hồ dịch luôn á. Ừ. Quỷ sứ nè. Đạp ông cái gì? Đạp dịch. Đạp với ông. Chi? Chi gì? Đi đâu? Ông quá tôi lắm không? Đi ông nữa nè. Hồi nó bắt ông về nhà tôi. Bắt gì em làm gì? Đạp ngỗng. Đạp ngỗng hả? Ông đâu? Nhà mua. Nào kiếm mua con ổng cho ổng coi. Gì dạ? Bà quên có bán không? Không, mua con ổng gì? Về Sài Gòn cũng nhớ tao, mơ nhớ tặng ổng ổng trống ha. Ừ. Phải ổng máy hả? Ừ, ổng máy đúng rồi. Ừ. Thôi tặng con ấy đi quên. Con gì? Con rùa đi. Con rùa hả? Này nào tao thấy hạp tao quá mày. Hạp không? Ngồi rủ chủ quán vô cái. Ủa nó có cao kê rồi hả? Đó đó. Đăng ký tôi làm bạn coi. Có rồi mà ca tôi lại. Ca đi, cam làm bộ ca què nhức đầu lần kinh đó. Coi ổng đi đâu gặp Phật ổng đi tà bậy tà bạ ổng đi. Giải quyết sinh lý ổng chứ mày ổng bỏ mày luôn. Đúng. Ừ mà không giữ. Bỏ bả luôn cho bà gọi để bà cư. Tiễn Việt. Dạ. Không cần à. Không cần. Chị ra ha. Bà đẹp quá ta. Bà làm ăn lớn mà ha. Chị nhóc con chơi ta thích chị ha chị.
Thiếu cha gì, thiếu cha gì hả? Ta giàu mà mơn ha. Nào nào bà dẫn cái nào đẹp đẹp tôi coi, bà giò lông đó. Ừ, coi kìa. Đó, thuốc mà thương quá không ơi. Đó, thuốc túi thì nó quên à. Ừ, cái hoàng vô đây là cơ quan bắt nó mờ nhức đầu nó mệt nói bụng sáng lên kìa nó muốn mèo cái bà bắt đồ thế mà ca cũng thương chờ nghe còn bà nấu hoài ăn đi để bắt ở tù biết làm biết là kể mới lấy máy nhức đầu đầu thần kinh á mổ đầu 200-300 triệu đó anh ta cho mình chơi giỡn thương nó đi ông đâm chơi nó vui không ai giết ra dẫn ra luôn à tối em ra rồi ra chân đi chơi ông đâm chưa ra vậy hay, ra hay. Chưa gắn lại coi ông chưa ra chứ gì gắn chạy lắm gắn cổ áo đó. Ông chưa ra đó ông Phật đó tôi ngồi nói anh ta tập bay tàu lao không ngồi vui ông này nhìn bá đấy ra ông ra ông đâu có dòng nha có tiền luôn mày cùng trời nó chán anh người thích ra ha người thì không ra người không có tiền ông đấu trên người ra để tôi ra bữa cho ông coi rồi ông cũng không thấy cảnh luôn ông bụng ha anh chưa ra hả ừ tôi kiếm chỗ nào đi ăn đi hồi đi giờ ông ra cái đi ông nào ba ông luôn nghe cái này chụp lên đại một đứa mà hai thằng vậy đó giờ vậy đó chơi cặp lẻ vậy đó hả ừ lần này thấy ngộ ha đứa quốc hai thằng luôn nha tào lao tào lao tao hiếp bố ông gì ba cơ chị thấy ngộ hả chị thấy ngộ chơi ngộ đó nào giờ chị có thấy cha thằng không không hả ờ ừ, tôi có sao nói vậy không thích nói vậy một người phải không đồ ông mày thôi con ừ con em chơi hai thằng em chơi đúng hai thằng quá một hai chạy bốn hai lỗ chơi vậy mới lạ bớt luôn rồi đó mới thấy khùng đi chứ qua đi rồi chơi, chơi vậy là lạ mưa nó bậy quá à sự thật luôn anh ta bà về từ cái quậy đằng quá rồi tới ba cơ không kém cơ điểm là bùa thôi chơi tiếp được không chị hai dĩa đi làm đồ ăn chưa ừ làm đồ ăn ha bưng đi tối qua rồi sáng giờ đó qua thịt cơm thịt cẩm nè heo thịt heo qua sườn có lóc cho đàn bà đẻ với lẩu lẩu hấp xả với cái gì ta với cơm thịt cẩm rồi ăn đơn giản rồi bữa nay ăn lương nha quý vị lương chơi lịch chơi lương mốt làm ăn khá là mình ăn dưới đắng ăn lương chứ anh tăng quá nha lương chơi lịch chơi lương này hiểu câu nào con lương á nó ăn ngầu cao ha lương mát lắm giống như con trùng ơi con chùm mình chết tóc luôn nó bò đó ăn tóc là con lương chỉ biết nghe chứ ai biết con lương ăn mát nó giàu lắm nó hai chồng ngủ mát rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thả cửa ra bữa nay thả cửa luôn mẹ đây nãy giờ tải tôi phải yếu xìu không? Tôi biết lâu luôn mình là lấy lên nữa. Tôi phải đây nhiều người xài mà sao mà lại mạnh được. Không biết đặt cái gì thôi bây giờ đặt mẹ một tên một rồi đặt một cái hai đặt ba đặt bốn gì đi. Giờ thì đặt gì? Giờ chơi gì? Giống như chuyện của nhà ngoại đặt một đặt ba. Biết rồi coi ta biết tập một tên ấy. Nhảy vô ha. Mơ tể giờ có vô quán này ăn chưa? Chưa. Chưa nữa hả? Bà đâu có biết cái gì không
hiểu, nói thẳng chị mới hiểu, còn nói khéo chị không biết. Nghe thương quá, mà dẫn qua đi, thân dẫn. Thương không? À, đẹp quá. Thương đừng có chửi mẹ được rồi. Đẹp quá. Thì thương. Em thật nhiều là đẹp, hai mơ cũng đẹp vậy. Không bằng chị. Em ba nút, chị hai, 300 nút. Dễ thương. Mà đẹp lắm mà. Mặt dẹp, mặt thép, mặt chua. Thông minh lắm. Mặt chị khôn biết trình rồi. Chị nói nhỏ này khôn không? Điếm à? Không. Không à. Lừa đảo không? Không. Không không. Tính hiền không? Hiền. À đúng rồi. Mơ thiệt tình. Ồ rồi biết luôn nha. Nói em giàu không? Giàu không? Em nữa em tu em giàu lắm. Anh trai nhiều phần nhiều. Có chồng lên xe hơi không? Có. Em mất hết bệnh rồi có chồng xe hơi đó. Em đây. Bưng rồi kìa, tầng tầng rồi, tội nghiệp em ơi. Của ổng đó em ơi. Bóng ha, của bà đó. Này ổng bò cơm hả em. Nhỏ lớn đâu có vô quá kìa. Cha em ơi. Đó, để lên đầu trước. Đủ rồi, nghe không? Đủ rồi đó. Rồi à. Đấy cái giá ra cưng ơi. Chưa đâu, đại lại đi chút nữa. Lẩu, lẩu lương. Ờ, cứ bỏ tôm vô em ta. Ai thương tình mua cho em gao nhúc đó, gao nhúc xanh là kìa, có tượng. Cá đi. Chờ chút ai thương đồ tình, ai thương tình cho em ơi. Gao nhúc xanh, gao nhúc mặn nồng. Đồng tháp chăm mắm kho, rất ngon lắm cậu ơi. Thương tình đủ ra vui. Thấy không? Gao nhúc của Vũ Linh. Sầu riêng của Lê Thị. Hai món rồi không ơi. Cái gì của mà mơ? Em hả? Ừ. Em bán sầu riêng. Ừ. Cái gì của mà hoa mơ? Đây 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 cho mà. Có à chị ơi. Nói câu rồi sao? Để tôi nghe con mơ cho mày ăn nha. Có tôm không cưng? Tôm mà hấp dừa nha. Tôm luộc hấp nước dừa. Tôm luộc hấp dừa mát. Ghẻ ghê ăn đi, có 100-200 ngàn. Ghẻ ăn đã đầu tung. Ơi. Cho tôm hấp nước dừa đi. Tôi có biết ăn đâu, tôi kêu tí đại anh. Tôi cũng có đi đâu. Tôm hấp dừa bỏ vô con trái dừa nè, trái dừa xanh chạy chặt cái mặt nè. Mặt em kiểm soát ăn để nước dừa vô hấp ăn. Nhờ bà dẫn vô nha. Ăn này 100-200 nè. Nè ăn lẩu nè, đó. Lẩu lương bữa nay tôi tặng nha. Anh Tăng đâu biết ăn anh Tăng? Thằng tôi lại. Đi ra ra chồng đây. Chồng ngáo trong ruộng, nội ơi anh Tăng. Anh Tăng. Bệnh hoạn đi ngáo mà dẫn ông đi bà. Ông này đã đỡ nè. Thôi. Nội ông. Anh. 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 Hai chồng ngáo rồi nha. Đây. Nó xấu chết đó mẹ. Chị. Ừ. Nó hai chồng ngáo. Không có em nói hai chồng khờ á. Ừ. Nó lúa còn em cũng biết đây nọ chứ không. Hay là hai chồng khờ. Ông thương cặp này ha. Anh. Ừ rồi. Hai chồng ngáo gặp mà ông còn khờ nữa giữ ông mơ lên nữa. Tôi lấy một cam ra nhậu ra không ra chơi để mơ nước lạ ra mà mơ chiều nay tôi có người kiếm em hả chị? Ừ cho đi ăn uống nữa đó thì tôi đang có người cho đi ăn uống nè. Dạ hai chồng chị thấy hiền quá ha. Hiền hiền sống thật thà chị đẹp hơn ổng. Em coi chị đừng buồn nha. Chị tuổi gì? Nói rồi đó. Không, cái tuổi 12 con giáp. Ừ, hồi nãy chị nói rồi đó. Tuổi Thìn hả? Ừ. Ờ, trời ơi, em ngu quá. Tuổi Thìn coi chừng chị năm nay bỏ anh Tăng à. Nói là buồn à. Mày im đi để tao coi chứ mày ngu quá, tao coi. Nói tiếng Hàn Quốc ơi. Chị có chồng giàu, trời bự. Anh Tăng giữ bao. Bỏ, bỏ luôn hả anh Tăng? Buồn đó, để em gáp ra cho. Em làm thầy mà. Em không bao giờ mà chị giúp em đập nồi mai miễu có sao nói vậy chị. Chị đừng ông đâu, ông chị đừng có buồn em không có lấy tiếng quà đâu. Em là bị đê bóng mà. Em đưa anh chị lên luôn. Chết nhập chết. Tao anh Tăng nó mù phòng anh Tăng. Tao nghe phải ha. Của anh Tăng số ngoại kìa. Mua tờ mẹ. Ừ.
trời ơi, một tấm chú ký gạo á. Mày thôi bạn. Bạn nghèo mà. Bạn mơ, bạn nghèo nghiệp em ha. Đứt ruột không mơ. Số tới ký gạo luôn hả? Một số ơi, mẹ em nói một số ký gạo đó chị. Mẹ em ở Việt Nam xài tiền quý anh chị cho, xin lỗi anh chị nha. Xin lỗi mẹ nữa luôn. Anh mua tờ số ta đi anh. Thôi đừng kêu nữa. Kêu mệt lắm, nói chị. Chị, bằng ăn đừng kêu, xin lỗi cho nó khùng. Khùng, khùng đừng kêu. Uống nước kìa, uống coca đi. Chị, mình nắm tết người ta chết đó ha. Cho lửa nhỏ nhỏ xuống đi mau. Dạ. Nhỏ nhỏ lớn ngày ba mình có tiền nha. Dạ. Ba có tiền. Ba nghe mà quá ba. Nhà giàu không? Nhà chị. Đồ ăn. Giàu. Đồ ăn. Đặt dòng không? Bao nhiêu giàu? Sài Gòn. 10 tỷ. Sao quay bằng cái máy này của tôi? Máy này quá.